Đây là cuộc phỏng vấn về AutoCAD Therapy tại văn phòng nhãn khoa Eye Care Optometry của bác sĩ James Trương. Hai, em giới thiệu tên em được không? Con là Justin Nguyễn, con là 12 tuổi. Rồi, trước khi mà bắt đầu chương trình AutoCAD Therapy á, thì Justin có mối quan tâm lo lắng gì không? Con lo là đang đau ở gì, xong con mang lại hết đau rồi. Không là hiện giờ là Justin không còn lo sợ gì nữa? Không. Rồi, Justin có biết về độ mắt của mình trước khi làm AutoCAD không? Trước khi mắt, hai mắt của con là trừ 1.75, em con có astigmatism ở 1.50. Rồi, Justin đeo AutoCAD lens được bao lâu rồi? Dòng 4 tháng. 4 tháng. Rồi sau đêm đầu tiên thì Justin cảm thấy như thế nào? Sáng, mang xong, thấy rõ hơn, thấy sáng hơn. Rồi Justin có phải đeo mắt kính sau đêm đầu tiên không? Không. Rồi, hiện giờ thì Justin thấy được dòng nào trên bảng chữ? Là nhìn trên bảng là thấy là 20/20. Rồi, Justin có thể nói sơ qua là AutoCAD đã giúp Justin như thế nào trong công việc hàng ngày không? Là mỗi nhà là chơi thể thao là chơi là không có cần là đem mắt kính, nhưng mà đi học bài là không có nhìn lên, là không có mắt kính làm nhức đầu. Nhưng mà giờ thì hết rồi. Yeah. Rồi, Justin chơi môn thể thao nào? Là chơi đá banh, là trái, là cái này. Rồi, cũng nhiều ha. Rồi, trước làm sao mà Justin biết được về chương trình AutoCAD Therapy tại văn phòng? Con biết cô TV or bạn bè or family giúp nói. Giới thiệu hả? Rồi thì Justin có ý định giới thiệu phương pháp này cho người thân và bạn bè không? Dạ, nói bạn bè để giúp không thấy để thấy rõ hơn không còn mắt kiếm. Rồi, thì trước khi kết thúc thì Justin có muốn nói gì với bác sĩ James Trương không? Cảm ơn cho không có cần mắt kính nữa, thấy rõ hơn. Rồi, cảm ơn Justin.